Xin chào các anh chị nhé. Hôm nay em xin giới thiệu cái bộ khuôn làm cái đai này nhé. Đấy, quy trình của nó thì cũng 3 bước. Nhất là mình cắt được cái bả này. Cái khuôn này, khuôn cắt bả. Giờ em test thử. Đây là cái đai 5 phân, em là cái thủ đai 5 phân. Đây cái này. Cái đai 5 phân mình úp vào đây. Rồi, đặt cái miếng bản lên đây, nó căn đấy, mình làm từ từ cho các anh chị theo dõi. Đây là căn bên dưới đây đó, và sau mình úp cái khuôn này lên, cái khuôn này đó. Rồi nó đấy. Rồi mình qua cái máy này, ấn nó xuống là được. Rồi ra đây em làm từ từ cho anh chị coi. Đó. Khi cái bài nó xuống rồi đúng không? Đó, nó xuống rồi. Đó, nó xuống hết hẳn kìa. Rồi cái đây là bên nào bỏ cái con này ra đây. Còn cái que này đúng không? Mình đưa vào cái này, đưa ngửa lên nhá. Đó. Rồi. Cái bên này mình úp vào cái khuôn bên này. Đó. Rồi mình đặt lên cái máy này. Đây đây cho chị xem. Cuốn đẹp chưa? Cái độ co của viền này nó rất đẹp, rất chuẩn nhé. Quy trình của nó là như thế nhé. Cái máy này dùng có được nhưng mà nó hơi yếu. Quan trọng là bộ khuôn này mình anh chị cần chỉ để lại số điện thoại cho em tư vấn cho. Đây mấy cái đại phôi đai này bên em cung cấp luôn cho. Đây, đó, bên em cung cấp đai luôn là tư vấn cho. Vâng, đây em cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em nhé.